Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua đất nước Trung Quốc đang phải hứng chịu lũ lụt tồi tệ, khiến cho chính phủ nước này liên tục phát đi cảnh báo khẩn. Theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày thứ Hai mùng 7 tháng 8 đến 12 giờ thứ Ba mùng 8 tháng 8, nước lũ trên 113 con sông đã vượt mức báo động với mức nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01 đến 8,57m. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể về những trận lũ lụt này diễn biến đến phức tạp như thế nào. Lũ trên 13 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động, cảnh báo dâng cao 8,57m. Sau đại dịch Covid, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan. Khi tại miền Nam nước này, mưa kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây ở Đông Nam Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều tuần. Đài truyền hình nhà nước Trung ương Trung Quốc CCTV hôm thứ Ba cũng đã phát đi những hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại do lũ lụt và các hoạt động cứu trợ diễn ra ở các khu vực bị ảnh hưởng. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng đến nay đã khiến nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc vượt mức báo động, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt lên cấp 1 là mức cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trong thời gian gần đây, khiến lũ xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc bị gián đoạn, nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết, mực nước hiện tại của Tây Giang và Bắc Giang trên khu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào thứ Tư. Trong khi đó, trận lũ số 4 đang hình thành ở Tây Giang. Từ thứ Hai, một đợt mưa lớn sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt tại đây lên cấp 1, tức mức cao nhất từ 22 giờ hôm thứ Hai. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày thứ Hai đến 12 giờ ngày thứ Ba, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động với mức vượt ngưỡng từ 0,1 đến 8,57m. Quảng Đông cùng nhiều tỉnh lân cận ở phía Nam, gồm Phúc Kiến và Quảng Tây, những tháng qua hứng chịu mưa lũ kỷ lục buộc hàng triệu người phải sơ tán. Cuộc sống của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn lũ lụt triền miên đã xáo trộn cuộc sống của người dân miền Nam Trung Quốc. Đợt mưa lớn này đã khiến cho nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến 17 giờ chiều thứ Ba vừa qua, thị trấn đã di tản thành công 4.000 người dân. Đến nay, chỉ riêng tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi phải phát đi báo động đỏ về lũ lụt trong ngày thứ Ba, đã có 485.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 470 triệu nhân dân tệ, hơn 70 triệu đô la, hơn 43.300 hecta cây trồng bị phá hủy. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, cả tỉnh Quảng Đông mưa lũ đã ảnh hưởng tới 479.600 người và 27,13 hecta diện tích cây trồng, làm sập 1.729 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ, hơn 260 triệu đô la. Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 1, tức cấp cao nhất, đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy và lớp học, làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước dâng cao, sạt lở đất. Bộ Tài chính, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 30 triệu đô, quỹ cứu trợ thiên tai trung ương cho tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ năm 2023 đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải bổ sung 560 triệu nhân dân tệ, gồm 84 triệu đô la cho các địa phương phòng chống cứu trợ thiên tai. Tính đến 12 giờ trưa ngày thứ Ba, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mức vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10m. Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong thời gian gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 1 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập
Tam Hiệp và sông Trường Giang. Không chỉ Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này khiến lũ lụt xảy ra càng nhiều, đe dọa tới sinh mạng, mùa màng và nguồn nước ngầm. Tình hình mưa lũ Trung Quốc vẫn đang ở mức báo động. Các mức nước ở dòng sông liên tục dâng cao, thậm chí mức nước dòng sông Bắc Giang tại tỉnh Quảng Đông có thể đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 100 năm qua. Trong khi đó, thì nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu nắng nóng kỷ lục vượt 40 độ C trước tình hình khắc nghiệt ở hai miền Nam Bắc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Ba đã phát đi cảnh báo khẩn. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm thứ Ba đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt để đảm bảo tài sản tính mạng người dân. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông, dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về những ngày gần đây, mức nước dòng sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối trên giây vào hôm thứ Năm, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Ba đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mưa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu toàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ Nam lên Bắc, nhiều ngày qua lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giáp trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.000 mét khối trên giây vào lúc 12 giờ ngày thứ Ba, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử. Trong đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài. Sáng hôm thứ Tư, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt nhiều nơi vượt mức 40 độ. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có dân số đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố đã phát đi báo động đỏ vì nắng nóng, đã đạt 92,94 triệu kW vào hôm thứ Ba với mức cao nhất của năm 2022 là 90,22 triệu kW. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW vào ngày thứ Hai. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy điện nhiệt ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này hôm thứ Ba đã yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện kiên quyết, không để tình trạng cắt điện xảy ra. Các khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt 6 tháng do tình trạng nắng nóng vào mùa hè đến sớm hơn mọi năm. Thời tiết bất thường ở hai miền Nam Bắc Trung Quốc cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu trước thiên tai khắc nghiệt. Chính phủ Trung Quốc phải nỗ lực rất nhiều để làm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống cho người dân. Biến đổi khí hậu và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi lũ lụt ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp thì ở Afghanistan, động đất đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng. Hy vọng rằng các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của thiên tai sẽ sớm khắc phục được hậu quả. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của bản tin 24 giờ. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì đừng quên quý vị hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký trên bản tin 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chương trình.